xin chào tất cả các bạn. Sáng hôm nay gia đình mình sẽ đi ăn sáng món bún bộ Huế nha các bạn. Thì hiện tại mình đang đi trên con đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Bây giờ mình sẽ ăn ở quán Hà, số địa chỉ 376 Lê Văn Sĩ, phường 4, quận 3 nha các bạn. Thì ở trên con đường Lê Văn Sĩ này cũng có rất nhiều quán ăn, địa điểm ăn cũng rất là ngon. Và đặc biệt là hẻm đối diện chợ Nguyễn Văn Chỗi cũng có rất nhiều quán ăn ngon nha các bạn. Có phở gà, mì quảng rồi cũng rất là ngon. Thì hôm nay mình sẽ ăn bún bò ở quán này. Thì bún bò ở đây cũng bình thường thôi. Thì mình ăn để cho các bạn xem rồi đỡ nhớ món ăn của quê nhà thôi mà.
video của mình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Đang phơi thuốc.